Chào mừng các em về tham dự khóa tu mùa hè. Chúc các em có đầy đủ sức khỏe, an vui, tu học tốt trong 7 ngày sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật. Các em thân mến, hôm nay thầy rất hoan hỷ khi thấy các em về tham dự khóa tu mùa hè rất đông. Thầy cũng tán thán tinh thần ham tu, ham học của các em. Theo lẽ, trong 3 tháng hè, các em đến những khu du lịch để vui chơi. Thế nhưng, các em biết đến chùa, ghép mình vào trong khuôn khổ nội quy, học Phật Pháp, rèn